Xin mời các bạn xem Đại Lâm giới thiệu về banh bóng đá nha các bạn. Đây là đội bóng Sông Lam Ngang. Sông Lam Ngang là một trong những câu lạc bộ giàu thành tích của bóng đá Việt Nam mình từ lớp trẻ cho đến lớp lớn nha các bạn. Đây hiện tại bây giờ huấn luyện viên trưởng là Ngô Quang Trường, trợ lý Ngô Quang Trường là Huy Hoàng và Phạm Như Thuật. Ngô Quang Trường là một lớp đồng lứa với Đại Lâm ngày xưa các bạn. Và đây là ba thủ môn hiện tại của Sông Lam Ngang bạn. Sân này là hiện tại bây giờ là sân của Ly Ông Phú Thọ các bạn. Bóng đá là môn thể thao mà tất cả mọi người ai đều thích và cũng muốn nha các bạn. Đấy. Các bạn nào có thích thủ môn thì xem các bài tập của thủ môn của đội Sông Lam Ngang các bạn. Đây là các cầu thủ của đội Sông Lam Ngang các bạn. Để các bạn hãy hình dung kỹ số 20 này các bạn ạ. Đây là Đức các bạn. Đức là một trong những tuyển thủ của U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam của mình là hiện tại là đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Ngang các bạn. Còn đây anh áo trắng này ngồi cũng là bác sĩ của đội các bạn, cũng là cái kênh YouTube của câu lạc bộ Sông Lam Ngang luôn các bạn. Còn đây là lão tiền bối U55 các bạn. Đây là lão tiền bối U55 này nha, của Sông Lam Ngang các bạn. Lão tiền bối trợ lý ngôn ngữ cho tất cả các cầu thủ nước ngoài của đội Sông Lam Ngang các bạn. Đây. Hiện tại bây giờ đội Sông Lam Ngang đang tập sân Ly Ông của Phú Thọ các bạn. Và Đại Lâm vô tình bữa nay chuẩn bị thi đấu mà được quỷ kèo cho nên mới gặp lại bạn bè anh em các bạn. Còn đây là một trong những đứa em mà trung vệ khét nghẹt của Sông Lam Ngang ngày hồi xưa, cũng là đội tuyển Việt Nam mình các bạn, Huy Hoàng. Các bạn còn nhớ ông Huy Hoàng, một trong những trung vệ thép của Sông Lam Ngang và của đội tuyển Việt Nam mình ngày xưa các bạn. Đây, hiện giờ là trợ lý cho Ngô Quang Trường các bạn. Và đây là tiền đạo tên gì anh? Tên là So Xe. So Xe. So Xe.
Đây là số 9 quốc tịch Thụy Điển các bạn. Hiện tại bây giờ là giống như là truyền nhân của Ibrahimovic của Thụy Điển các bạn. Đấy, anh ta có cái chùm tóc cực kỳ ấn tượng các bạn. Số xe tiền đạo Thụy Điển. Tiền đạo cắm số xe của Thụy Điển là truyền nhân của Ibrahimovic của tất cả châu Âu mình đều biết các bạn. Số 22 là tiền đạo Peter Nigeria các bạn. Nigeria của Kanu ngày xưa các bạn. Này là tiền đạo lùi cũng giống như là tiền đạo tự do các bạn. Đấy, hai tiền đạo tướng cao to khoảng gần 1m9 các bạn à. Xa xa là trung vệ Gustavo Brazil. Gustavo đã từng đá cho Việt Theo và đã từng đá cho Sài Gòn FC. Trung vệ Brazil Gustavo. Mạnh ơi. Nhìn các em ấy chơi hiện tại bây giờ thật sự là rất thích thú các bạn à. Tại vì tuổi trẻ, nhiệt huyết và đang độ chính của sự nghiệp các bạn. Xoa xe số 9 là truyền nhân của Ibrahimovic của Thụy Điển các bạn. Xoa xe quốc tịch Thụy Điển nha. Còn đây là Uche là người của Nigeria, là của Kanu ngày xưa của Arsenal các bạn. Còn đây là Doctor của sông Lam Ngang. Các bạn xem kênh của Đài Lâm thì hãy vào xem kênh của Doctor nha. Doctor Sông Lam Ngang các bạn, kênh Doctor Sông Lam Ngang. Mạnh Trần Sông Lam Ngang. Mạnh Trần Sông Lam Ngang các bạn. Để theo dõi những video của mới nhất của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Ngang. Mạnh Trần nói là vào kênh của Mạnh Trần hãy xem và theo dõi câu lạc bộ mới nhất những gì của Sông Lam Ngang nha các bạn. Còn đây là coach trưởng của sông Lam Ngang thời chung chiến hào chiến tiến đối nghịch của sông Lam Ngang và của Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli các bạn. Đây là Ngô Quang Trường. Ngô Quang Trường ngày xưa là từng là một tiền vệ cực kỳ khó chịu của sông Lam Ngang ngày xưa các bạn. Thì ta bây giờ làm coach của sông Lam Ngang các bạn à. 3 2 1 3 2 1. Ủa? Đây là Đức, một trong những thằng em hiện tại tương lai của bóng đá sông Lam Ngang và đội tuyển Việt Nam các bạn à. Nhìn Đức trẻ trẻ mà khó chịu các bạn à. Thật là cái lò sông Lam Ngang thật sự ghê ghê. Đi tập. Rồi Đức, cảm ơn rất nhiều nha. Đi này vui lắm. Xem những bài tập của thủ môn các bạn, lật cánh vào các bạn. Đây. Ôi giời, cái đầu Quy Hoàng ơi. Chầm rồi. Đầu nó gặp cái đầu Lại Lâm là chết ạ. À. Chia hai luôn à. À hiện tại bây giờ đội đang chia hai tập các bạn à. Các bạn nên biết đội sông Lam, đặc sản của sông Lam như thế nào không? Rất cứng rắn. Và ngoài những ngoại binh không, toàn hiện tại bây giờ là người của sông Lam Ngang không các bạn. Và con người sông Lam Ngang không nha. Không có những cầu thủ ở ngoài vô khác nha các bạn. Đó là thật sự là một cái đặc sản và đặc sắc của sông Lam Ngang là chỗ này nha các bạn.
Ngô Quang Trường, hiện tại bây giờ là huấn luyện viên trưởng của đội Sông Lam nghe các bạn. Ngô Quang Trường ngày xưa cũng là đối thủ của Đại Lâm ngày xưa các bạn. Mà anh ta bây giờ thì được cầm làm coach rồi các bạn. Còn Đại Lâm thì đang lang thang tào lao chà bí đao các bạn à. Đó là sự khác biệt của các cầu thủ các bạn. Nhưng mà Đại Lâm rất thích và đam mê cho nên đeo đuổi theo cái nghề này. Đây là những buổi chiến thực chuẩn bị cho giải V-League sắp tới của đội Sông Lam Ngang các bạn. Đây là những bài tập chiến thuật đang chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới của Sông Lam nghe nghe các bạn. Thứ năm. Bữa nay đội bà bầu Lã Thiên Cầm đá đây chứ mà có đổi lịch anh không hay chứ. Vào đá chơi đó mà. Ép xe mày á. Đây bên kia là áo trắng quần xanh các bạn, là trung vệ Huy Hoàng ngày xưa các bạn. Huy Hoàng là một trong những trung vệ thép của Sông Lam Ngang và đội tuyển Việt Nam này các bạn ạ. Còn đây là hai thủ môn hiện tại của Sông Lam Ngang các bạn. Đội Sông Lam Ngang hiện tại bây giờ là ba thủ môn các bạn. Đừng có giật má không?
Xin chào các bạn nha. Hôm nay Đại Lâm Tào Lao Chà Bí Đao VTV6 Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli có vô tình gặp lại đội bóng Sông Lam Ngang và các em các cháu đó, và mình cũng là bạn thân ngày xưa cùng chiến tiến với Ngô Quang Trường. Mình ngày xưa là đối thủ của Ngô Quang Trường, bây giờ thì mình lang thang tùm lum tá la, còn Ngô Quang Trường hiện tại bây giờ đang dạy các học trò những cái đường nét này kia, chuẩn bị tấn công và một hai ngày nữa thi đấu nha các bạn, giải vi lết nha. Còn mình thì đang lang thang Tào Lao Chà Bí Đao các bạn à. Chúc các bạn ai thích đông bóng đá đam mê gì đó thì hãy theo dõi những kỹ năng kỹ thuật của đội bóng Sông Lam Ngang như thế các bạn. Để Lâm xin giới thiệu với các bạn nghe là đội bóng Sông Lam đặc sản như thế này. Tất cả các ngoại binh nước ngoài đều thuê, còn tất cả các con người còn lại đều của Sông Lam Ngang các bạn. Đó là đặc sản duy nhất mà bóng đá Sông Lam Ngang đã có các bạn. Đại Lâm xin chúc cho câu lạc bộ Sông Lam Ngang và bạn bè anh em cùng toàn đội sức khỏe, chuẩn bị thi đấu cho giải V-League sắp tới thành công tốt đẹp nha. Chào tất cả mọi người anh em Sông Lam Ngang nha. Hoàng không chế cái lưng ghê vậy. Đây là Ngô Quang Trường các bạn, huấn luyện viên trưởng đội Sông Lam Ngang các bạn, đang triển khai chiến thuật bài tập nghe đang chuẩn bị thi đấu giải V-League sắp tới các bạn. Thì chúc các bạn những người đam mê yêu thể thao bóng đá vậy đó nha. Những gì Đại Lâm đang chia sẻ cho đây cho câu lạc bộ Sông Lam Ngang và những người yêu mến Sông Lam Ngang, nhớ ủng hộ và like kênh, subscribe kênh của Đại Lâm Vua Đầu Dò các bạn. Thank you các bạn nhiều nha. Chúc các bạn những buổi chiều thể dục thể thao lành mạnh, sức khỏe nha. Bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn lại những clip sau nha. Để Lâm xin nhớ nhắc lại cho các bạn nghe, đội Sông Lam Ngang hiện tại bây giờ là những ngoại binh là thuê, còn lại tất cả đều là con người của Ngang hết nha các bạn. Đó là một cái đặc sản duy nhất mà Sông Lam Ngang có hiện tại giờ các bạn à. Không có câu lạc bộ nào làm được nha các bạn. Đấy là một điều tuyệt vời cho bóng đá Sông Lam Ngang là chỗ này các bạn à. Hiện tại bây giờ trong đội câu lạc bộ Sông Lam Ngang hiện tại giờ có một thằng em là Phan Văn Đức, là một trong những lứa cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam chúng ta rất cần những mẫu cầu thủ như thế các bạn à. Đại Lâm xin kính chào các bạn nhé. Bye bye, hẹn các bạn những clip sau nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò cho mấy các bạn ơi. Thank you các bạn nhiều nha.